Bấy giờ các Bồ Tát đó nhờ tam muội quang minh của Phật chiếu đến, lập tức vào được tam muội như vậy. Mỗi vị Bồ Tát đều đắc được môn đại bi, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, lợi ích an lạc tất cả chúng sinh. Trong mỗi lỗ chân lông trên thân của Bồ Tát đều phóng ra quang minh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi quang minh đều hóa hiện ra các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Thân hình tướng các Bồ Tát đó như các ông vua thế gian hiện khắp trước tất cả chúng sinh, quang minh đó đầy khắp cùng mười phương pháp giới, đủ thứ phương tiện giáo hóa điều phục, hoặc hiện môn vô thường các cung điện trời, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn thọ sinh của tất cả chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn tu hành của tất cả Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn cảnh mộng nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn đại nguyện của Bồ Tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn chấn động thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn phân biệt thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn hiện sinh thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn bố thí ba la mật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn tất cả Như Lai tu các công đức đủ thứ khổ hạnh trì giới ba la mật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn nhẫn nhục ba la mật cắt đứt chi thể nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn chuyên tu tinh tấn ba la mật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn tất cả Bồ Tát tu các tam muội thiền định giải thoát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn Phật đạo viên mãn trí quang minh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn siêng cầu Phật pháp vì một chữ một câu mà xả bỏ vô số thân mạng nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, hoặc hiện môn gần gũi tất cả chư Phật thưa hỏi tất cả pháp tâm không mỏi nhàm nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.